cái dịch này nó ra mất bao nhiêu đám hội, mất bao nhiêu đám hội. Mấy tháng nay là ca sĩ gọi là singer đang rỗi đúng không? Thất nghiệp hết đúng không? Sắm thêm bộ đồ về để luyện giọng hát để sau này hát hay hơn. Super DMX của bãi. Mắt 50. Màu hoa đỏ. Vâng ạ, à, khởi động nha các bác nha. Vâng ạ, à, xin được chào toàn thể các bác ạ. Thưa các bác thân mến, một bộ sự kiện giá rẻ có giá là 38 triệu đồng, đúng anh Khang nhỉ? Đúng rồi. 38 triệu đồng cho anh em đi làm sự kiện. Một bộ sự kiện quá là rẻ luôn. Các bác sẽ cùng nghe chất âm nhé. Nghe chất âm bộ sản phẩm này. Sau đó em sẽ giới thiệu tới các bác cũng như là anh em. Các bác đang được đón xem và tham khảo chất âm của một bộ sản phẩm sự kiện nhỏ với giá rất là hợp lý, em có thể nói là giá rẻ với giá là 38 triệu đồng. Các bác sẽ cùng tham khảo những sản phẩm có mặt trong bộ sự kiện nhỏ này nhé. Và bộ này sẽ về với anh Khang ạ. Đầu tiên đó là một chiếc đẩy PS Audio B4800. Chiếc đẩy này hiện tại nó đang sử dụng này. Một kênh số 1 cho một đôi loa 3G Audio Bass 30. Kênh số 2 cũng vậy thôi. Đấy, mỗi kênh một đôi, bát 30 các bác nhá. Một kênh số 3 đánh một quả súp, quả súp DMX các bác nhá. Một quả súp DMX hàng bãi xịn. Thương hiệu của Mỹ sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Và trong buổi sáng em giới thiệu là em có 3 quả. Thì em bán với giá 4.8 triệu, em kỷ niệm các bác là bảo dưỡng gân loa dùm, đúng không các bác? Thì đây ạ. Sau khi bảo dưỡng gân loa các bác nhìn xem này. Đấy. Ướt chưa? Rất là mềm. Đó. Và một chiếc quản lý nguồn CP Alcotic X800, một chiếc quản lý nguồn hàng xịn chính hãng, có là chất lượng luôn. Lưng tiếng Pareo, vang KM320, mic PS VK6, một bộ tủ đồ. Hai đôi loa 3G thì trong video ngày hôm trước có rất nhiều các bác nói rằng là tiếc vì là không sở hữu được hai đôi loa này. Em bán ra thanh lý với giá rất là yêu thương, đó là 6.800.000 đồng một đôi. Hàng bãi xịn của công ty BG 3G Audio luôn. Đấy. Rất là chất lượng đó. Và một video để test ngắn gọn cho các bác trong những ngày này, đơn giản như vậy thôi các bác nhé. Một bộ sự kiện nhỏ giá rẻ cho các bác anh em cùng tham khảo ở cái phân khúc dưới 40 triệu đồng em cũng có thể ghép được các bác nhé. Mọi người sẽ cùng nghe lại ạ. Việt Nam ơi, Việt Nam,
Ok, xin được cảm ơn anh Khang nhá. Xin được cảm ơn các bác và xin được cảm ơn anh Khang, đó là chủ nhân của bộ sản phẩm này. Các bác sẽ cùng xem bộ sản phẩm mà hoạt động rất là êm ái, bật tắt đóng ngắt, ok, chuẩn chất lượng hơn để các bác. Bây giờ anh em sẽ sắp xếp trên xe, không biết là có vừa không. Trước tiên là sẽ cho quả súp ở ghế sau, đó, cho quả súp ghế sau. Em cảm ơn anh Khang một lần nữa nhá, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh là luôn luôn đắt sâu nhá. Xin cảm ơn. Và một tháng có được chụp không anh nhỉ? Đấy, dạo này đang dịch, đang ế sâu. Và... ok. Đấy, để đứng như thế. Để đứng như thế. Kiếm ăn của anh em. Và đó. Và còn nhiều sản phẩm nữa các bác nhá. Đây các bác sẽ cùng xem là em giới thiệu thêm của súp DK này. Thì trong buổi sáng em nói rồi, em bảo dưỡng. Đây các bác nhá. Đây em bảo dưỡng này. Đấy, keo bảo dưỡng sau khô thì nó sẽ như này, tí em sẽ bảo dưỡng thêm một lần nữa là lần thứ hai các bạn. Đấy, lúc sáng em nói rồi, em chấm cho nó một cái đây để khi nó khô nó vẫn là màu đen, các bạn thấy không? Gần ướt mềm đi ngay, đẹp các bác nhá. Ok. Và đây ạ, hệ thống dây loa thì báo cáo các bác anh em là dây 6 lõi. Chỗ này. Dây 6 lõi tại sao các bác có hỏi là tại sao anh dùng một quả súp, vì hôm nay anh không cầm đủ tiền các bạn, 38 triệu. Đấy. Còn thêm một quả súp nữa với giá khoảng 5 triệu nữa đúng không? Thì là thành 45 triệu. Thì rất là hay luôn. Đấy, dây 6 lõi. Thường một dây ba súp, ok chưa các bác? Và xin chào toàn thể các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.